Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 39 mạng Việt Nam người muốn thiêu nơi cần mang nguyên xác. Vâng các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh rất đau thương. Đó là việc 39 nạn nhân bị đông cứng và ngạt trong chiếc container đông lạnh tại Anh. Và điều đó đã gây cú sốc rất lớn đối với truyền thông quốc tế và với chính phủ nhiều nước trên thế giới. Và trong việc, tại Việt Nam nhiều người dân, nhiều gia đình đang đau khổ và điều đó cũng đem lại một hậu quả rất to lớn về công về đối ngoại của Việt Nam cũng như hình ảnh của Việt Nam trên thế giới sẽ bị nhìn nhận khác đi và có lẽ thế giới sẽ thấy đây là sự thật rõ hơn của Việt Nam trong thời gian tới. Và cuối cùng thì danh tính 39 người Việt Nam chết cứng trong container đông lạnh cũng đã được cảnh sát Anh và chính phủ Việt Nam công bố vào hôm mùng 8 tháng 11 năm 2019. Và đây là thông tin và cảnh sát Anh đã đưa tải trên trang của mình. Anh và Việt Nam công bố danh tính 39 nạn nhân trong vụ xe container đông lạnh. Đây là hình ảnh cảnh sát Anh công bố 39 nạn nhân Việt Nam bị chết cóng và ngạt trong thùng xe đông lạnh ở Essex, Anh. Trang vẹp của cảnh sát hạt Essex, Anh tối ngày 8 tháng 11 vừa công bố danh sách tên tuổi quê quán 39 nạn nhân người Việt trong vụ thiệt mạng trong container ngày 23 tháng 10 năm 2019. Bộ Công an Việt Nam cũng đã công bố danh sách này trên trang điện tử của mình. Theo đó, danh tính chính thức được ủy ban nhận dạng và điều tra viên cao cấp cao của anh phụ trách công bố nói với các nạn nhân ở độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi. Trợ lý cảnh sát trưởng hạt Access Timesmith cho biết, đây là khâu quan trọng và lực lượng chức năng đã làm việc cật lực để đem đến lời giải đáp cho gia đình các nạn nhân. Ưu tiên của chúng tôi là nhận dạng các nạn nhân, đảm bảo sự tôn trọng đối với những người đã mất và hỗ trợ gia đình, bạn bè của các nạn nhân, ông nói cũng theo đại diện của cảnh sát Essex, chính phủ Anh và Việt Nam đang tiến hành tham vấn liên quan đến việc hồi hương các thi thể của các nạn nhân nhảy. Và như vậy là các nạn nhân rất đau rất bị chết rất đau đớn trong những container lạnh và tối tăm uh, cũng như thiếu oxy. Và tại miền quê Hà Tĩnh, tổng cộng đã có 10 nạn nhân bao gồm những người như sau cũng đã được thông báo. Và đây hình ảnh của một trong những nạn nhân đó. Tại Hà Tĩnh có 10 nạn nhân bao gồm Phạm Thị Trà Mi 26 tuổi, nữ, Nguyễn Đình Lượng 20 tuổi, nam, Nguyễn Huy Phong 35 tuổi, nam, Võ Nhân Du 19 tuổi, nam, Trần Mạnh Hùng 37 tuổi, nam, Trần Khánh Thọ 14 18 tuổi, nam, Võ Văn Linh 25 tuổi, nam, Nguyễn Văn Nhân 33 tuổi, nam, Bùi Văn Thắng 37 tuổi, Nguyễn Huy Hoàng 15 tuổi. và ngoài ra tại tỉnh Nghệ An có rất nhiều nạn nhân lên tới con số là 21 nạn nhân tất cả cũng đã được thông báo. Đây là hình ảnh của một trong những nạn nhân như vậy. Tại Nghệ An có 21 nạn nhân đã được ghi nhận. Trần Thị Thơ, 21 tuổi, nữ. Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, nữ. Võ Thị Ngọc Nam, 28 tuổi, nam. Nguyễn Đình Tứ, 26 tuổi. Lê Văn Hà, 30 tuổi. Trần Thị Ngọc 19 tuổi, Nguyễn Văn Hùng 33 tuổi, Hoàng Văn Tiếp 18 tuổi, Cao Tiến Dũng 37 tuổi, Cao Huy Thành 37 33 tuổi, Trần Thị Mai Nhung 18 tuổi, Nguyễn Minh Quang 20 tuổi, Lê Ngọc Thành 44 tuổi, Phạm Thị Ngọc Oanh 28 tuổi, Hoàng Văn Hợi 24 tuổi, Nguyễn Thọ Tuân 25 tuổi, Đặng Hữu Tuyên 22 tuổi, Nguyễn Trọng Thái 26 tuổi, Nguyễn Văn Hiệp 24 tuổi, Nguyễn Thị Vân, 35 tuổi, Trần Hải Lộc, 35 tuổi. Các bạn thấy những cái tin như vậy là những cái người và tên tuổi như vậy rất trẻ. Và rất đáng tiếc là họ đã uh, bị mất trên trên con hành trình đến anh để lao động. Và các tỉnh khác như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và Hải Dương thì có 8 nạn nhân tất cả. Và đây là một trong những uh, người đang đi trong cái hành trình và vượt rừng họ đã chụp lại hình ảnh như vậy ở trong những khu rừng châu Âu. Tại Quảng Bình, Huế, Hải Phòng, Hải Dương có tất cả 8 nạn nhân đã được ghi nhận trong số 39 người đã chết. Gồm có Dương Minh Tuấn, 27 tuổi, Nguyễn Ngọc Hà, 32 tuổi, Nguyễn Tiến Dũng, 33 tuổi, Nguyễn Bá Hộ, Vũ Hùng, 34 tuổi, Phan Thị Thanh, 41 tuổi, Đinh Đình, Đình Thái, Quyền, 18 tuổi, Trần Ngọc Hiếu 17 tuổi và người rất trẻ là Đinh Đình Bình có 15 tuổi mà thôi. Và đấy là danh sách tất cả 39 người đã được cả cảnh sát Anh và cảnh sát Việt Nam công bố trong ngày 8 tháng 11 vừa qua. Và rõ ràng với những thông tin như vậy thì đều xác nhận rằng là trong toàn bộ container đó không phải là người Trung Quốc như trước đây cảnh sát Anh ban đầu tiên nghi ngờ bởi vì họ sử dụng những hộ chiếu của Trung Quốc, nhưng sau qua xác minh thì đấy là những cuốn hộ chiếu giả. Và Việt Nam đã sang Trung Quốc và dùng hộ chiếu giả để bay sang các nước và từ đó vào Anh. Chính vì vậy mà đã có những nhầm lẫn ban đầu này và cuối cùng thì cả 39 người đó đều là người Việt Nam. Và phát biểu trước quốc hội hôm mùng 8 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải bày tỏ như sau trước cái chết của 39 người. Đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước quốc hội không được để thảm kịch 39 người chết ở Anh tái diễn, ông nói. Trong bài phát biểu trước khi thực trực tiếp trả lời chất vấn, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến sự việc đau lòng về 39 người Việt Nam thiệt mạng trong container ở Anh. Ông nói, chúng ta bày tỏ hối uh, lòng tiếc thương với những công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch vừa xảy ra tại Anh và xin chia buồn với gia quyến các nạn nhân. Chúng ta không không để uh, không được để thảm kịch đó có thể tái diễn, ông nói nhưng ngay cả thời điểm này khi mà nhiều người việt nam đã và vẫn đang tiếp tục trên hành trình trốn sang anh bất hợp pháp và họ cũng đang lẩn tránh trong những khu rừng của pháp ngay thời điểm này thì không có gì đảm bảo rằng lời nói của ông thủ tướng việt nam nguyễn, uh, nguyễn xuân phúc sẽ được cấp dưới thực thi một cách đầy đủ và những người việt nam này có thể trở về việt nam vì như chúng tôi đã điều tra thì còn rất nhiều người đang kẹt lại ở đức ở ba lan ở tiệp và ở pháp và tiếp tục họ sẽ có những bước tiếp theo đó là tiếp tục leo lên xe tải leo lên thùng container lạnh để chui vào anh và mặc dù rất nguy hiểm và người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cùng chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều người trong số này đó là giám đốc công an nghệ an vì đã không kiểm soát được tình hình tại địa bàn nơi ông phụ trách thì nhưng chính vì vậy có lẽ ông đã phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc các công dân từ nghệ an ra đi bằng hộ chiếu hợp pháp để cho những người ở trong nước cũng như quốc tế thấy rằng ông không có liên quan. Nhưng điều này đã diễn ra hơn 10 năm nay. Và đây là hình ảnh của Giám đốc Công an Nghệ An. Trước đó ngày 4 tháng 11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin với báo giới 21 người Nghệ An nghi mất tích ở Anh đều rời Việt Nam bằng hợp pháp bằng đường hàng không tại sân bay nội bài Hà Nội. Qua điều tra thì các đường dây đưa người tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoạt động từ hàng chục năm nay và họ luôn sử dụng những cuốn hộ chiếu được phòng xuất nhập cảnh Công an Nghệ An và Hà Tĩnh cung cấp. Khi công dân xuất cảnh với visa ngắn hạn và không trở lại Việt Nam nữa thì công an của các tỉnh này vẫn im lặng, phải chăng ẩn phía sau là sự thông đồng giữa các đường dây buôn người và với công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương có những người đã bị chết trong thời gian vừa qua. Và chắc chắn điều này Việt Nam nên có những cuộc điều tra đầy đủ và chi tiết thì mới có thể ngăn chặn được những cái việc chết, chết chóc dọc đường một cách rất đau lòng như vậy trên thế giới. Và chỉ khi xảy ra sự việc chết người hàng loạt ở các nước ngoài thì lúc đó chính quyền địa phương mới tìm đường dây buôn người đã tồn tại cả chục năm nay ở những địa phương đó để đưa ra truy tố và điều đó gần như quá muộn đối với trường hợp như vậy. Và đây là thông tin tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ. Đại tá Lê Hoạ Xuân Hoài, phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết như sau. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép để mở rộng điều tra đường dây liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh. Chúng tôi tạm giữ 7 người để điều tra về đường dây này do chưa có dấu hiệu hình sự nên chúng tôi chưa khởi tố bị can. Việc tạm giữ các nghi phạm bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 11 và hiện vẫn đang ở trong thời gian tạm giữ điều tra, Đại tá Hoài nói như vậy. Điều tra này chỉ diễn ra khi cảnh sát Anh báo có nhiều người chết ra đi từ Nghệ An. Trước đó các địa phương này có hàng ngàn người xuất cảnh rồi không quay trở về. Nhưng những địa phương như vậy và ngay cả Đại tá Lê Xuân Hoài cũng không hề nói gì và cũng không có những điều tra gì. Thì đây là cái điều mà rõ ràng là ở Việt Nam cơ quan hành pháp dường như bị tê liệt trước các hoạt động đưa người, buôn người từ Việt Nam đi ra các nước trên thế giới. Và hiện nay cũng chưa biết khi nào chính phủ Anh trả lại 39 xác chết của Việt Nam để đem mai táng vì tòa án Anh chưa có phán quyết về việc này và bản thân cách thức nhận xác của, của thân nhân các gia đình ở Việt Nam cũng còn nhiều ý kiến khác nhau vì họ tranh cãi có người muốn nhận bằng xác đông lạnh, có những người muốn thiêu và đưa về lọ cho đây là cái điều mà đang còn phải xử lý trong thời gian tới. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Theo ông Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trưa ngày 8 tháng 11, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sẽ họp với các bên để đưa ra các phương án đưa nạn nhân về nước, tinh thần là sẽ sớm đưa nạn nhân trở về quê nhà. Người phát ngôn của chính phủ cho biết thêm, tòa án ở Anh xét xử xong mới có thể đưa thi thể các nạn nhân xấu số trở về được bởi vì phải tuân thủ nguyên tắc của phía Anh. Trả lời về phương án đưa 39 thi thể trở về, Bộ trưởng cho biết việc đưa về sân bay nào thì hiện vẫn đang còn tính toán. Điều đặc biệt có nhiều gia đình muốn thiêu xác người thân và đem cho về Việt Nam an táng, nhưng cũng có những người khác lại muốn đưa nguyên xác đông lạnh về để mai táng theo phong tục địa phương của mình. Thì điều này đang còn phải chờ thêm thời gian nữa mới có thể rõ ràng. Và mặc dù sự việc 39 người Việt Nam bị chết cống và ngạt trong container lạnh ở Anh rất nghiêm trọng, gây chấn động trên thế giới. Thủ tướng Anh và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam cũng đã gửi lời chia buồn. Nhưng người đứng đầu nhà nước là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề lên tiếng với trên 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Có lẽ ông đang quá bận rộn với công việc xây dựng Đảng và sắp xếp nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Nên tính mạng của công dân Việt Nam đã bị đặt ra ngoài lề và điều đó là không thể chấp nhận được. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và hãy bấm nút theo dõi của Youtube cũng như Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo .de